Thưa quý vị và các bạn, ngoài nhiệm vụ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát thì khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang còn tập trung sản xuất vật tư môi trường bảo quản virus tự pha chế đáp ứng nhu cầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong hoàn cảnh nguồn cung vật tư y tế trên địa thị trường gặp nhiều khó khăn thì đây là việc làm rất cần thiết mà phục vụ kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Môi trường bảo quản virus tự pha chế là công trình đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nghiên cứu, ứng dụng thành công và đã áp dụng vào công tác xét nghiệm trên địa bàn tỉnh gần 10 năm nay. Giải pháp này không chỉ đáp ứng nhu cầu xét nghiệm thường xuyên của đơn vị mà còn góp phần quan trọng trong xét nghiệm SARS-CoV-2 thời gian qua. Qua quá trình ứng dụng thì chúng tôi cũng theo dõi và đánh giá về cái chất lượng về mặt tiêu chuẩn bảo quản virus cũng như là chất lượng về mặt độ vô khuẩn trong cái môi trường mà chúng tôi tự pha. Và đặc biệt là ứng dụng rất là tốt trong các cái đợt dịch của tỉnh Bắc Giang. Để sản xuất vật tư môi trường bảo quản virus tự pha chế phải trải qua quá trình nuôi cấy vi sinh gây bệnh trong phòng thí nghiệm. Cần phải có các môi trường dinh dưỡng phù hợp với đặc điểm tính chất của sinh vật đó. Đó là hỗn hợp các chất đạm, đường, muối khoáng và vitamin thích hợp đảm bảo cho sự sinh sản và phát triển của vi sinh vật. Việc pha chế này là một trong những khâu quan trọng nhất trong công tác xét nghiệm vi sinh gây bệnh. Chất lượng về mặt môi trường thì cái khả năng phát hiện tác nhân virus tỷ lệ dương tính tương đương với môi trường thương mại và về mặt chỉ số tuyệt đối thì tỷ lệ còn cao hơn. Có nghĩa rằng cái môi trường mình pha chế đã đảm bảo được bảo quản virus mà mình đã lấy từ mẫu bệnh phẩm. Trước yêu cầu xét nghiệm COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã nghiên cứu nâng công suất sản xuất hàng chục nghìn ống môi trường mỗi ngày. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã sản xuất trên 2,3 triệu ống môi trường bảo quản virus, qua đó đã tiết kiệm trên 80 tỷ đồng. Việc tự pha môi trường để bảo quản virus này thì có ý nghĩa rất là lớn. Thứ nhất là để đảm bảo cái tính chủ động, sẵn có và không lại thuộc vào cái thị trường cung ứng. Và cái lợi ích thứ hai là vấn đề mặt kinh tế. Thì thay bằng chúng tôi mua các cái ống mẫu mà bán trên thị trường là khoảng dao động khoảng 40.000 một ống thì chúng tôi chỉ cần mua các ống nhựa để đựng môi trường thì giá khoảng 3 đến 4.000 đồng một ống và chúng tôi sẽ đổ một cái môi trường mà chúng tôi tự pha. Vì điều đó sẽ giảm được cái giá thành và làm lợi cho tỉnh. Với cái số lượng mẫu là 2,3 triệu ống mẫu thì sẽ làm lợi cho tỉnh khoảng vài chục tỷ đồng. Chúng tôi đã chủ động chia sẻ công thức pha chế với các tỉnh bạn. Thì chúng tôi đã cử một kỹ sư vào các tỉnh miền Nam để chia sẻ với các bạn trong công tác phòng chống dịch, thực hiện cái chủ động pha chế và các bạn đã thực hiện áp dụng tại các địa phương rất là hiệu quả. Thực tế cho thấy các mặt hàng vật tư y tế phục vụ phòng chống COVID-19 rất đặc thù, trong đó đa số phải nhập từ nước ngoài, mà yêu cầu trong chống dịch lại cần phải có sẵn để đáp ứng khẩn cấp. Vậy nên việc tự sản xuất vật tư môi trường bảo quản virus tự pha chế có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.